Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở rừng em là 0849 490188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 5 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em lại cập bến ngập nhà những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Những cây lan đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn với giá vô cùng là yêu thương trong buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hoặc số điện thoại bên em vừa cung cấp. Và cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng ạ. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc cô chú anh chị nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hiện tại em đang có 3 lô trầm duy nhất nhé cô chú anh chị nhé. 3 lô trầm tím hàng rừng cô chú anh chị này, mầm xanh rất là nhiều, mầm xanh tươi đẹp như thế này cô chú anh chị có thể cùng em ngắm những cái bông trầm rừng thơm nức nở với con bông hoa bầu bĩnh tròn đều đẹp như thế này cô chú anh chị này. Và ở đây thì em đang có 2 lô ạ. Lô này gọi là lô số 8 này cô chú anh chị. Lô số 8 này thì đang có 3 rề 3 khóm, 4 khóm ở đây cô chú anh chị này, 4 khóm như vậy cô chú anh chị nhé. Xin phép bán 75.000. Và lô tiếp theo sẽ là lô số 7. Lô số 7 này là có một rề lớn nhiều mầm, một rề rất là nhiều mầm và thêm một cái rề nhỏ nữa. Hình này xin phép được bán 70.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 ạ. Hình số 6 này, cái lô số 6 này thì em xin phép được bán, chỗ này có 3 rề ạ. Chỗ này 3 rề em bán với giá là 75.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình này em gọi xin phép được gọi là cái hình bao nhiêu nhỉ? Hình này em gọi là hình hình này là hình 6. Hình này gọi là hình 6A đi cô chú anh chị này. Hình 6A là nguyên một cái rề như thế này cô chú anh chị nhá. Nguyên một rề rất là nhiều mầm như vậy. Đó, thì cái rề này xin phép em bán 50.000 ạ. Và hình bên này sẽ là hình 6B này. 6B với giá là 40.000. Đó, em có hình 6A, 6B, 6, hình 6 cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em có những cây lan hài. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây lan hài Henry trước ạ. Một trong những cái dòng lan hài mà cũng đang sắp sửa đi vào cái mùa hoa. Nó sẽ nở vào tầm tháng 7 cho đến tháng 7 cho đến tháng 10 cô chú anh chị ạ. Hài Henry sẽ nở tháng 7 cho đến tháng 10. Và ở đây thì em đang có những cây lan hài Henry thời điểm bây giờ dễ thuần dễ chăm cô chú anh chị, mình có thể sưu tầm để trồng bây giờ để đến mùa hoa mình có thể được ngắm hoa một cách trọn vẹn. Và hài Henry với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi ạ. 130 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Em bán ngay từ 0,3 kg rồi. Và đây 0,3 cô chú anh chị được một lượng hàng rất là nhiều như vậy. Và sang bên này đây thì em đang có thêm những cây lan hài Helen. Cô chú anh chị có thể cùng lên Facebook cô chú anh chị tìm hiểu giá của dòng lan hài Helen. Cô chú anh chị sẽ biết rằng là những cây lan hài Helen ở trên những trang Facebook người ta bán cực kỳ đã đắt rồi. Đây là những cây lan hài Henry cô chú anh chị nhé, vẻ đẹp của nó này. Còn đây là hài Helen rồi, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng, sẽ nở hoa tầm tháng 7 cho đến tháng 7 cho đến tháng 9 dương lịch cô chú anh chị ạ. Bây giờ đang là giữa tháng 5 âm lịch rồi. Nên là những cây lan hài Henry này cũng đang chuẩn bị làm nụ rồi cô chú anh chị ạ. Cái hình này em gọi là cái hình số 5 nhé cô chú anh chị nhé. Hình số 5. Hình số 5 cô chú anh chị nhìn cho em là một cái phần hài Helen như thế này. Đó. Và phần này em xin phép được bán với giá chỉ có 80.000 thôi, gọi là phần số 5 nhé. Phần tiếp theo sẽ là phần số 4 này cô chú anh chị, dễ thuần dễ chăm, phân bố rất là hẹp nhưng lại dễ thuần dễ chăm và dễ cho hoa mọi vùng miền luôn. Hình số 4 này em xin phép được bán với giá là 90.000, chỗ này là 3 rề cực kỳ là đẹp luôn, là hình số 4 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3 ạ. Hình số 3 một phần hài Helen đẹp mộng mơ tươi gió như này, xin phép em bán hình này với giá 80.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2 ạ. Hình số 2 này, hình số 2 này em xin phép cũng được bán với giá là 80.000 ạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và sang bên này sẽ là hình số 1 cô chú anh chị nhé. Hình số 1 này em cũng bán cả lô này. Đó, lô như vậy ạ.
với giá cũng là 80.000. Đấy. Em có 5 hình Helen như vậy cô chú anh chị nhá. Đang có 5 hình Helen như vậy ạ. Mỗi một phần như thế này cô chú anh chị có thể làm từ 1 cho đến 2 giò rồi. Và sang bên này ạ, lâu lắm rồi thì em mới có một cái lô kiều à đây. Một cái phần huyết nhung vàng cô chú anh chị ạ. Một phần huyết nhung vàng thực sự thì rất là lâu rồi. Cái huyết nhung vàng này là một trong những cây lan mà khá là khan hiếm rồi cô chú anh chị. À, những cây lan huyết nhung vàng chỗ này cô chú anh chị đủ cô chú anh chị làm một cái giò rất là đẹp luôn ạ. Em bán cái lô huyết nhung vàng này với giá là 80.000 cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây là em có một cái phần hoàng thảo nghệ tâm thân mập nú luôn mà hiện tại thì cây đang lên mầm gốc này. Vài chỗ hoàng thảo nghệ tâm này em xin phép được bán với giá là 30.000 cho lô hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thanh hộc duyên dáng. À, mùa bây giờ thì cây vừa rụng lá, cây mẹ rụng lá và mầm tơ đang lên nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có một cái phần hoàng thảo hương vani. Đó, dân người ta đi rừng về người ta không giữ được nên là có bị hơi gập thân một chút. Nhưng mà cái rề bên này thì nguyên cả rề đang nụ này, cô chú anh chị này. Thì cái lô hoàng thảo hương vani này xin phép em được bán với giá là 35.000 cô chú anh chị ạ. 35.000 cho toàn bộ hoàng thảo hương vani cô chú anh chị nhé, đang nụ. Và tiếp sang bên này đây vẫn là dòng lan hài thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hài Vân Bắc. Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái chậu lan hài Vân Bắc mà em đã trồng năm ngoái cô chú anh chị nhé. Trồng năm ngoái cô chú anh chị thấy ạ, khi mà hàng về vừa về nhà và mình trồng được như vậy. Ở đây thì em trồng hoàn toàn bằng giá thể là vỏ thông thôi cô chú anh chị ạ. Thì đây là cái mùa hoa của năm ngoái đã cho rất là nhiều hoa rồi. Hiện tại thì cây mẹ mọc cây con rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này, với chậu lan hài Vân Bắc như vậy. Thì ở đây hiện tại em đang có những chậu lan hài Vân Bắc, những phần hài Vân Bắc này, một trong những dòng hài mà gần như là trên rừng đã sắp sửa tuyệt chủng đến nơi rồi cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì cô chú anh chị mình có thể cùng em lựa chọn những cây lan hài Vân Bắc này cho sân vườn của nhà mình. Em nghĩ rằng là những anh chị chơi lan chắc là đều yêu là dòng lan hài, chắc là không thể thiếu những cây lan hài Vân Bắc đúng không ạ? Xin phép em được giới thiệu từ cái hình bao nhiêu trở đi nhỉ? Hình này gọi là cái hình số 64 cô chú anh chị này. 64. Thực ra như chậu hài này của em trồng có 3 cây thôi cô chú anh chị ạ. 3 cây sau đó thì nó mọc lên cây mẹ mọc cây con thì cô chú anh chị này. Thì ở đây cái chậu lan hài hài này, chỗ này cả một cái lô này em đang có 3 cây nhé cô chú anh chị nhé. Đây là một cái rề mẹ con này, thêm 2 cây rời bên này nữa. Hình này xin phép được bán với giá là 160.000 cho hình hài Vân Bắc 64 này. Đó, một số tiền không lớn cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cây lan hài Vân Bắc rất là đẹp như vậy. Em thấy là nơi khác nhiều nơi người ta bán lẻ thậm chí lên đến hơn 100.000 một cây, 150.000 một cây cô chú anh chị ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 65, chỗ này cũng là 3 cây lan hài Vân Bắc rất là đẹp nhá chú anh chị nhá, khá là lớn ạ. Và 3 cây này xin phép được bán với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 66 ạ, chỗ này cũng là 3 cây ạ. 3 cây Vân Bắc cô chú anh chị này. 3 cây Vân Bắc này em bán với giá là 170.000. Và sang hình tiếp theo là hình 67. Hình 67 này cũng là 3 cây. 3 cây này đẹp cô chú anh chị này. 3 cây đẹp này. Xin phép em được bán với giá cũng là 190.000. Chỗ này cô chú anh chị là một chậu quá đẹp. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 68, cũng là 3 rề Vân Bắc, một cái rề mẹ con này. Đó. Và cái hình này em xin phép được bán là 190.000 cô chú anh chị nhé. Nói chung là mỗi một cái lô như này đủ cô chú anh chị làm một cái giò rất là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 69, cái hình bên này 68, 3 cây, hình này là hình 69. Em bán cặp đôi này với giá là 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 70. Hình này 2 cây cô chú anh chị ạ, 2 cây Vân Bắc. Đó, cây như vậy thôi nhưng mà khi mà mình trồng về trồng ấy, nó đúng cái hướng sáng thì cây nó lại thẳng lại hết ạ. Và cái hình này có 2 cây thôi, em xin phép được bán với giá là 150.000 cho cặp đôi này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 71 ạ, 3 cây. 3 cây cô chú anh chị thấy ạ, đẹp đúng ạ. 3 cây này em bán với giá là 180.000 nhé. Và sang hình tiếp theo hình 72, cũng chỗ này cũng là 3 cây, em bán 150.000. Và sang hình tiếp theo là 73 này, một cặp đôi 2 cây rất là đẹp luôn ạ. 150.000 cho cặp đôi này. Và sang hình tiếp theo là 74 cũng là một cặp đôi to đẹp nhé chú anh chị nhé. Em bán cặp đôi này 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 75, cặp đôi 2 cây này với giá chỉ 140.000 ạ. Và tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng em xem, đây là một cái lô kiều mỡ gà. Và cái thời điểm bây giờ thì cái lô kiều mỡ này là hoàn toàn chưa nở hoa cô chú anh chị nhé. Đây là cái mùa vùng miền và cái thời tiết nó khá là lạnh nên là hiện tại thì mát mẻ nên là cái thời điểm bây giờ thì những cây kiều này hoàn toàn là chưa nở hoa luôn cô chú anh chị ạ, đang bắt đầu sưng mắt nụ thôi. Cái cây kiều mỡ ngắn, không quá dài không quá ngắn. Đó. Cái thời tiết ở chỗ em thì nó cũng khá là mát, khá là mát.
nên là cái hoa nó sẽ thường nở muộn hơn. Và hàng kiều mỡ hôm nay thân mập nú rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Xin phép em được bán 250.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình, cô chú em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em ạ. Chọn theo hình ở đây cho em cô chú anh chị này. Đây, cái hình này em gọi là cái hình số 9 này cô chú anh chị này. Hình số 9, một lô kiều mỡ quá là đẹp luôn, thân mập nú và xanh biếc như thế này. Và cái lô này em xin phép được bán với giá là 140.000 cô chú anh chị nhá. Lô này sẽ là 140.000, gọi là hình số 9 ạ. Và hình số 10 này, chỗ này là 2 dề ạ. 2 dề này em xin phép được bán với giá là 100.000 này. À 110.000 cho 2 dề này nhá cô chú anh chị nhá. 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 ạ. Số 11 đây cô chú anh chị, quá là đẹp luôn ạ. Giá cũng 110.000 cô chú anh chị. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Cái lô kiều mỡ này, lô kiều mỡ hình số 12 này, xin phép em được bán với giá là 130.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 13 này. Hình số 13. Hình số 13 này em bán với giá là 110.000 này. Và sang bên này đây sẽ là hình số 14 này ạ. Hình số 14 này em bán hình này với giá sẽ là cũng là 110.000 cô chú anh chị nhé. 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15, rất là đẹp cô chú anh chị. Hình số 15 này quá là tuyệt vời luôn. Một cái lô kiều mỡ. Cái kiều mỡ của em thì nó không có thân, không có được mập dài như những vùng biển khác, nhưng mà cái lô này về thì cây cực kỳ là đều và đẹp luôn. Lô này em xin phép được bán 130.000 cô chú anh chị nhé. Gọi là hình số 15 ạ. Hình số 16 này, hình số 16 đây cô chú anh chị. Lô số 16 này em xin phép được bán với giá là 110.000. Đó, mỗi một lô như thế này cô chú anh chị về làm 1 cho đến 2 chậu rất là đẹp luôn rồi. Và bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng em xem ạ. Đây là một cặp đôi cẩm báo hình số 17. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, hiếm khi nào thực sự là bán lan rất là lâu như vậy, em chưa từng thấy một cái cặp cẩm báo nào nó đẹp, lá xanh tươi xếp đẹp như thế này. Vừa rồi có 3 vòi bông thơm ngay từ thân lá mà cây mẹ con cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó, lá xếp rất là đẹp mà người dân cực kỳ là giữ luôn cô chú anh chị ạ. Một cái cặp cẩm báo rất là đẹp như thế này. Đó, phải nói là những cây tác phẩm luôn ạ. Và cặp cẩm báo này em xin phép được bán với giá là 300.000 cô chú anh chị nhá. Gọi là hình số 17 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 18. Cả cặp này là một cặp đôi. Hai cây mẹ con cô chú anh chị ạ. Mê luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18 này. Hình số 18 cô chú anh chị. 4 cây cẩm báo này, xin phép em được bán 200.000 cho 4 cây cẩm báo này, cũng rất là to cô chú anh chị ạ. Vì là một giò cực kỳ là đẹp luôn. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái dòng lan dendro mà thời điểm hôm nay vừa mới cập bến ạ. Rất là đẹp luôn, những cái mặt bông đẹp đáng sưu tầm. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan mà cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của nó. Cái cần hoa rất là cao, cái giả hành rất là cao. Một cái bông hoa cực kỳ là to. Đây là dòng lan Dendrochopsonia cô chú anh chị nhá. Dòng Dendrochopsonia. Nói chung là những cái dòng lan này nó sẽ cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị ạ, chứ không phải là một mùa hoa đâu ạ. Chopsonia, cái dòng chớp tím rất là đẹp như thế này. Thì một cái chậu Chopsonia này, một chậu Chopsonia nó sẽ có 2-3 giả hành mẹ con như vậy. Và cây đang hoa của chú anh chị nhé, cực kỳ là to. Đấy ạ, hiện tại cây đang bắt đầu là lên mầm và đang lên hoa và cũng đang bắt đầu lên mầm chồi mới. Đây, những chậu Chopsonia như vậy đấy ạ. Cây nào chậu nào cũng như chậu nào, cây rất là khỏe luôn như thế này. Thì một chậu Chopsonia như vậy em xin phép được bán với giá sẽ là 130.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Lượng hàng không có nhiều ạ. Một chậu Chopsonia với giá 130.000 cho một chậu. À, tiếp sang bên này đây ạ, một cái dòng lan dendro chớp bịp. Em nghĩ rằng là với cái dòng lan dendro này, chắc là những anh chị chơi lan yêu cái dòng dendro chắc chắn là không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình đúng không ạ? Không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình luôn. Đây, dòng dendro chớp bịp cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, hiện tại cây đang hoa cái dòng này thì siêu bền hoa luôn cô chú anh chị ạ. Siêu bền hoa luôn mà có hương thơm cô chú anh chị nhá. Thì một cái chậu dendro chớp bịp như thế này, cây rất là khỏe và đẹp như vậy ạ. Một chậu cây khỏe và đẹp như thế này. Em xin phép được bán một chậu dendro chớp bịp này với giá là 150.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé.
dòng đen rô chớp bịp 150.000 cho một chậu. Hàng này thì không cần phải bảo hành mặt hoa gì luôn, bởi vì hiện tại thì nó đang nở hoa như thế này rồi. Đó, 150.000 cho một cái chậu đen rô chớp bịp này. Đó, một chậu, một cái giả hành này như vậy có thể cho từ 1 cho đến 2 nhánh hoa cô chú anh chị ạ. Và bên này đây cũng là cái dòng lan đen rô, và đây là dòng lan đen rô xuân cô chú anh chị nhá. Giá thì siêu rẻ bèo bọt luôn, so với hàng Tết thì khi mà người ta bán hàng nụ hàng hoa thì mỗi một chậu đen rô xuân thì giá có thể trên 100.000 cho một chậu chỉ có 1-2 thân thôi, đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm bây giờ thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm cây giống, những cây giống đen rô xuân rất là khỏe và đẹp như này. Mỗi một chậu chỉ có giá 40.000 thôi cô chú anh chị ạ. 40.000 thôi cho một chậu lan đen rô xuân như vậy. Hiện tại cây đang bắt đầu lên chầm mầm chồi gốc mới này cô chú anh chị này. Và riêng dòng đen rô xuân này thì khi cô chú anh chị lấy thì cô chú anh chị cũng không phải lăn tăn vấn đề là hoa có đẹp hay không ạ. Bởi vì khi mà cô chú anh chị sở hữu cái mặt bông nào ấy thì nó cũng đều rất là tuyệt vời. Một chậu như vậy với giá 40.000 cô chú anh chị mình có thể thưởng thức một mùa hoa Tết rực rỡ với cái giá tiền một cái chậu đen rô cực kỳ là rẻ. Nếu mà không được thưởng thức hoa Tết thì mình cô chú anh chị mình cũng sẽ được thưởng thức mùa hoa xuân đẹp cô chú anh chị nhá. Đây ạ, cái mặt hoa của dòng đen rô xuân này ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn này. Mặt bông nào, mã màu nào cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nên là cô chú anh chị không phải băn khoăn về là mình sẽ sở hữu cái chậu đen rô xuân mặt hoa như thế nào cô chú anh chị nhé. Có 40.000 cho một chậu thôi. Và ở đây thì nếu cô chú anh chị mà lấy cả 5 chậu ấy, em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị luôn nhé. Còn bên này đây là những cái dòng lan đen rô xuân, cũng là dòng đen rô xuân và mặt hoa sổ số. Mỗi chậu to ùn như này em đang để giá là 150.000. Và đặc biệt là những cái chậu đen rô lá biên ạ. Lá biên vàng, mỗi một chậu như vậy sẽ là 2 mầm cô chú anh chị nhé. 2 mầm gốc lên rất là đẹp như thế này rồi. Xin phép em bán là 180.000 cho một chậu. Nói chung cái dòng đen rô này thì không chỉ chơi hoa đẹp mà còn chơi thân lá cũng tuyệt vời ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em xem cái vẻ đẹp của nó đây nhé. Với hàng này cô chú anh chị có thể thấy là người ta bán lá biên vàng này, người ta bán lên đến 300.000 một chậu với chậu như thế này thôi cô chú anh chị này. Chậu có 2 mầm rất là thấp như thế vậy thôi người ta đã bán đến 300 rồi ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan trồn trắng ạ. Đây là những cây lan trồn trắng mà hàng bảo hành chuẩn mặt đông. Nó là cái hàng cấy mô chuẩn như là hàng rừng không khác gì luôn. Và cô chú anh chị có thể nhìn ngay cái thân lá của nó hoàn toàn là giống cái cây trồn rừng đúng không ạ. Và khi mà nó nở hoa cũng hoàn toàn như vậy cô chú anh chị nhá. Đây là cái dòng trồn trắng Thái, hàng cấy mô từ cây trồn đột biến của rừng. Nên là hoa nó thơm và y xì như là cái trồn rừng. Và một cái chậu trồn trắng như vậy em đang bán có 190.000 cho một chậu thôi. Thay vì cô chú anh chị mua những cái chậu lan, những cây trồn trắng hàng đột biến từ rừng trực tiếp của rừng ấy, với giá đếm theo lá để tính tiền, cô chú anh chị mình có thể lấy những cái chậu trồn như này có 190.000 cho một chậu thôi nhé. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng em ngắm những cái cây lan vũ nữ với những cái bông mà cực kỳ là độc đáo và đẹp luôn ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan vũ nữ. Đây là dòng lan vũ nữ Phượng Hoàng ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái mặt bông của nó. Bông hoa vô cùng là to, nở căng và thơm cô chú anh chị nhá. Nở căng và thơm, cần hoa này. Và cô chú anh chị có thể thấy là ngắm để thấy được, cảm nhận được cái sự độc đáo của nó. Cái hình ảnh, cái phần nhụy của nó, cô chú anh chị có thể là thấy là nó đúng như là một vũ công đang xòe váy để múa đúng không ạ. Và một cái cây lan vũ nữ, một chậu lan vũ nữ khỏe và đẹp như thế này, thời điểm hiện tại là đều đang có nụ cô chú anh chị nhá. À, mầm gốc lên chi chít như thế này, cô chú anh chị có thể mua một cái chậu lan như vậy sưu tầm. Em đang để giá có 100.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ nhện. Nói chung là riêng những dòng lan vũ nữ như thế này ạ thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm chứ không phải là một mùa hoa như những cây khác cô chú anh chị nhé. Dòng lan vũ nữ nhện đó, mỗi một cây lan nó mang một cái sắc thái, một vẻ đẹp riêng. Chậu cũng một giả hành mập nú và cũng đang bắt đầu lên mầm chồi tơ mới như này. Và một cái chậu như vậy em xin phép được bán cũng là 100.000. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ Mitonia, hoa siêu bền luôn cô chú anh chị ạ. Và cái hình ảnh của cái dòng lan vũ nữ Mitonia, bông hoa to mà cô chú anh chị có thể thấy là cái hình ảnh phần nhụy của nó như là một cái nét vẽ trên cái cánh hoa. Đó, một cái sự độc đáo rất là tuyệt vời của tự nhiên đấy ạ. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Như là một cái vũ công đang xòe, như là một cái chú công đang múa đúng không ạ? Rất là đẹp luôn như thế này. Và một cái chậu lan vũ nữ Mitonia với cái bông hoa cần hoa đang có một vòi bông đẹp như vậy, cũng đang có một giả hành một vòi bông đẹp như vậy. Xin phép em được bán chậu như vậy có 90.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đáng sưu tầm ạ, một cái mặt bông rất là đẹp. Và tiếp sang bên này đây này cô chú anh chị, kiều tím yên tử ạ.
Những cái chậu lan kiều tím yên tử, cái dòng này kiều tím yên tử thì phải nói là một trong những cái mặt bông kiều, gọi là kiều tím, gọi là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông của dòng lan kiều ạ. Đó, cô chú anh chị thấy cho em những cái chậu lan kiều tím rất là sum xuê và căng mướt khỏe đẹp như thế này. Em xin phép được bán với giá chỉ có 140.000 cho một chậu thôi nhé. Giá trên thị trường rẻ nhất, những cái chậu không được đẹp như thế này người ta bán rẻ nhất cũng đến 180.000, chứ không có chuyện là có giá 140.000 đâu. Em bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Đó, và đây là cái mặt bông của cái dòng lan kiều tím yên tử, một số mặt bông đã sổ tại vườn. Cô chú anh chị cùng cảm nhận cái vẻ đẹp của nó. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều mỡ ạ. Những cái chậu lan kiều mỡ đã thuần sẵn rồi với cái mặt bông cũng rất là đậm đà đẹp. Thì một cái chậu lan kiều mỡ như vậy em xin phép được bán với giá là 150.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt là những cái chậu lan tóc tiên hương dừa ạ. Có anh nói đùa rằng là khi mà thưởng thức cái mùi hương tóc, khi mà trong nhà có một cái chậu lan tóc tiên hương dừa đi cách vài cây số rồi trên người vẫn cứ có cái mùi hương của dòng lan tóc tiên hương dừa này. Một cái cây lan mà cực kỳ là thơm ạ. Cây lan rất là thơm cô chú anh chị nhá. Mầm gốc này, cây sống rất là khỏe, cực bền hoa mà lại rất là thơm. Đấy, một cái chậu lan tóc tiên hương dừa đang nở hoa như thế này. Về cô chú anh chị thoải mái thưởng thức hoa bởi vì hoa nó bền ạ. Chỉ có giá 110.000 thôi cô chú anh chị nhá. Cũng bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. 110.000 cho một chậu tóc tiên hương dừa khỏe đẹp đang lên mầm gốc đang hoa. Sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Cái dòng này thì cần hoa cực kỳ là dài. Hiện tại, thời điểm hiện tại, có những cái vòi bông nó đã dài từ tính từ gốc đến ngọn, hiện tại đã cao khoảng tầm 80 cm rồi mà cái bông hoa của nó vẫn chưa phát triển được hết, vẫn chưa ngừng phát triển hết cô chú anh chị nhá. Đấy, cần hoa rất là cao dài như thế này rồi cô chú anh chị này. Đấy, thì một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh, một cái cây giống cực kỳ là khỏe đẹp, một cái chậu lan đang nụ tuyệt vời như vậy ạ. Em xin phép được bán một cái chậu như thế này với giá một vòi bông sẽ là 170.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Một vòi bông là 170.000 cho một chậu, rất là bền hoa mà thơm đó. Và chậu nào mà có hai vòi bông thì em xin phép được bán với giá sẽ là 190.000 cho chậu hai vòi bông cô chú anh chị nhé. Và giá em bán ở đây thì cũng cam đoan cô chú anh chị rằng không nơi đâu người ta bán rẻ được đến như vậy với những cái chậu lan như thế này. Và sang bên này sẽ là những cái chậu lan nhạn tháng 8 cô chú anh chị ạ. Bảo hành chuẩn hoa nhạn tháng 8, một cây rơi ít nhất 5 cặp lá. Giá sẽ là 240.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Năm nay hoặc là mùa sau sẽ cho hoa. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan thạch hộc tí ạ. Một loại lan và cũng là một cái cây dược liệu. Nếu như nói về tác dụng dược liệu thì đây là một trong 9-10 loại dược liệu có tác dụng tuyệt vời nhất nhé cô chú anh chị nhé. Hoa thơm và rất là bền hoa. Và một cái chậu lan như vậy, rất là nhiều giả hành sum xuê như thế này, xin phép em được bán với giá chỉ có 90.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 90.000 thôi cho một cái chậu lan như vậy cô chú anh chị nhé. Một cây dược liệu và một cái cây hoa cũng rất là xinh đẹp với cái lưỡi đỏ cánh hơi ngà vàng và cũng rất là xinh đẹp như vậy. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu năm cánh trắng hiển oanh. Những cái chậu năm cánh trắng hiển oanh, cái dòng lan mà cực kỳ là đẹp với từ cái khuôn bông hoa bầu tròn rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa ngay từ những chậu năm cánh trắng hiển oanh này. Trước đây sen là vài triệu một sen thì em nghĩ rằng để chơi hoa thì em nghĩ là cũng không nhất thiết phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để mà mua một cái chậu lan để chơi hoa đúng không ạ. Còn bây giờ cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những chậu HO này, hiển oanh hoa cực kỳ là đẹp này, với giá chơi hoa đúng nghĩa cô chú anh chị nhá. Chậu này gọi là chậu 51 này. Chậu 51 hai mầm gốc ạ, kỳ trên thân rất là nhiều. Nụ hoa ở đây, hai mầm gốc này tuy nhiên nó bị lỗi mầm cô chú anh chị nhá, đang bị lỗi ngọn ở đây. Em bán chậu này với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. Tiếp theo chậu 52. Chậu 52 này là cũng là một mầm gốc và kia nụ trên thân xanh biếc này. Chậu này bán 100.000. Chậu tiếp theo chậu 53 đây. Kia trên thân nụ nữa. Cái chậu này em bán là 100.000 cô chú anh chị này. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 54. Đó, đang nụ khá là lớn rồi. Và mầm gốc này có 3 mầm gốc và một mầm thì bị lỗi ngọn. Chậu này em bán 100.000. Và chậu tiếp theo là chậu 56 cô chú anh chị ạ. Chậu 56 đây cô chú anh chị nhá. Chậu 56 này cũng đang rất nhiều nụ ở đây. Một mầm gốc khỏe đẹp với giá 100.000. Chậu 57 này, rất là nhiều kỳ trên thân. Đó, mầm gốc này, hai mầm gốc đang có nụ ở đây. Em bán chậu này 110.000. Và chậu tiếp theo là chậu 58 ạ. Chậu 58
Chậu 58 đây cô chú anh chị nhá. Cái chậu 58 này rất là nhiều nụ, nhiều ki, phải nói một giò xuất sắc luôn. Hình này em bán 110.000 và chậu 59 này cũng nụ này, cũng mầm gốc ở đây, hai mầm gốc luôn cô chú anh chị ạ. Chậu này em bán luôn với giá là 90.000 và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 60. Chậu số 60, cái chậu này thì toàn là nụ thôi, nụ với ki trên thân thôi. Cái chậu này thì em thấy là chưa có mầm gốc, mầm gốc mà bị hỏng hay sao cô chú anh chị. Chậu này em xin phép được bán 60.000 này và chậu tiếp theo sẽ là chậu 61. À, cũng có mầm gốc ở đây nhưng mà nó bị lỗi mầm, nó ki trên thân này. Em bán chậu này với giá 70.000. À, bên này là một cái chậu gà, gà trắng này em bán với giá là 140.000 cô chú anh chị nhá. Chuẩn gà trắng luôn ạ. Và chậu bên này sẽ là chậu 63, em bán chậu điệp tím này. Với giá tiền là 80.000 thôi cô chú anh chị ạ, có 80.000 cho chậu này thôi. À, sang bên này đây thì rất là nhiều những cái hình dáng hương đuôi cáo hàng hôm nay phải nói là cực kỳ là vip luôn. Có cả những cây cáo phân nhánh thì em đang có ở đây để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn. Thì, đầu tiên thì em giới thiệu đến cô chú anh chị những cây nhạn trước đi cô chú anh chị này. Hình 50 đây là một cái giò lan hoàng nhạn. Một giò lan hoàng nhạn cây khá là mập đẹp, chậu này em bán 100.000 nhá. Chậu 50, chậu 49 này, chậu 49 này. Em bán cái chậu 49 này với giá cũng là 100.000. Chậu này không biết là bạch nhạn hay hoàng nhạn nữa. Em bán 100.000 ạ. Và chậu bên này thì hoa sắp sửa sổ rồi nên là cũng chuẩn bị biết là bông rồi, không biết là hoàng nhạn hay bạch nhạn, có hai vòi nụ. Chậu này em bán 100.000 và chậu tiếp theo 47. 47 này em bán 80.000 thôi. Đây là một cái chậu hoàng nhạn nhá, ba cây luôn ạ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 49, chậu này cũng đang có nụ này, hai cây, 80.000. Và chậu số 45. Chậu 45, chậu này ba cây 100.000, cây hoàng nhạn. Và chậu tiếp theo là 44, chậu này thì cũng không biết là bạch nhạn hay hoàng nhạn, em bán 90.000, chậu này đang có một vòi nụ. Và chậu tiếp theo 43 đây. Chậu 43 này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Cũng đang có nụ đấy ạ, bán 100.000. Và sang bên này là những hình dáng hương đuôi cáo cô chú anh chị mình cùng em lựa chọn này. Cùng em lựa chọn cô chú anh chị nhá. Đầu tiên một cái hình cáo này em bán thanh lý xả nhá, 100.000 cho cái hình này. Nó hơi héo một chút xíu cô chú anh chị ạ, hơi héo một chút nhá. 5 cây 100.000. Và sang bên này đây sẽ là hình 20, hình 19, hình 20. À, đây là một cái cây cáo phân nhánh, năm nay trốn hoa của chú anh chị ạ. Năm nay trốn hoa, trời ơi, năm ngoái cái cây hoa cần hoa của nó phải dài đến cả 60 cm mà phân nhánh rất là đẹp luôn. Năm nay lại rất là tiếc là nó bị trốn hoa. Cái đầu ngọn này ở trên rừng nó hơi bị dập một chút xíu ở đây cô chú anh chị nhá, nhưng mà không có bị thối nhá. Đây em soi không có bị thối ở đây nhá, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Và một cái cây cáo hoa phân nhánh này xin phép em được bán với giá là 180.000 cho cây cáo hoa phân nhánh này ạ. Đó. Và sang bên này đây sẽ là hình số 21, cũng là một cái cây cáo hoa phân nhánh cô chú anh chị. Dòng phân nhánh là một trong những kiểu đột biến của dòng dáng hương đuôi cáo. Cây này thì bị phân nhánh nhưng mà cái mầm hoa này nó cũng không biết là sao nó bị lỗi ở đây này. Đây là phân nhánh của hoa năm mới luôn nhá, chứ không phải hoa năm cũ đâu ạ. Cây lá xếp hoa phân nhánh này em bán với giá là, cây này em bán với giá là 230.000. Và sang bên này đây sẽ là cái hình số 22 này. Mối phần cáo cô chú anh chị thấy là hiện tại cái phần cáo này là phần 3 cây cô chú anh chị ạ. Khủng luôn. 3 cây này rất là đẹp, cái cần hoa có 3 cây. Mỗi một cần hoa nó phải dài đến cả 50 cm rồi cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó, nên là những người yêu lan thích cái dòng dáng hương đuôi cáo bởi là vì như vậy, cái cần hoa nó rất là dài cô chú anh chị ạ. 3 cây cáo, một cặp đôi 3, một phần cáo 3 cây với 3 vòi bông dài mướt như thế này. Đó, và hàng không bỏ lá chân, cực kỳ là đẹp. Xin phép em bán hình này với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. 180.000 cho phần 3 ngọn cáo này ạ. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị này. À đây có một cái ngọn này nó bị gãy mất cái lá ở đây cô chú anh chị nhá. Đó, 180.000 cho hình cáo này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Một cái hai cặp đôi hai cây cáo. Trong đó có một cây là cây mẹ con, cây bên này là cây lá xếp hai vòi bông. Đó, tổng 2 cây thôi mà có 3 vòi hoa, 2, 4, 6 này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 9, 10 cặp lá rồi. Cây này này, nó bị gãy mất một cái lá bên này cô chú anh chị nhá. Cặp đôi này em xin phép được bán 240.000 cô chú anh chị ạ. À thôi, 230.000 đi cô chú anh chị. Cặp đôi này 230.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24 ạ. Một phần cáo 4 ngọn. Đó, 4 ngọn, cực kỳ là vip luôn cô chú anh chị ạ. Thực sự cái lô cáo này về rất là đẹp. 4 ngọn to, khổng lồ. Em xin phép bán hình này. Mỗi một cây đều là có một cái vòi bông hết cô chú anh chị ạ. Hình này xin phép em bán 200.000 cô chú anh chị nhá. 200.000, em nghĩ rằng là nếu mà cô chú anh chị mua trên live, trên Facebook ạ, thì cái hình cáo này chắc người ta phải bán đến ít nhất là 400. Cô chú anh chị, hình này hôm nay mà không bán được 200.000 ấy ạ, trời ơi, 200.000
200.000 em bán hơi rẻ nhá. Thì mai em sẽ phải bán tăng giá lên nhé cô chú anh chị. Rẻ quá rồi ạ. Rẻ quá rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là một cái cặp đôi này, hai cây này, cây này hai vòi bông cô chú anh chị này. Bao nhiêu cặp lá đây mà hàng xếp rụt luôn, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 cặp lá, riêng cây này 9 cặp lá cô chú anh chị nhá. Lá ngắn luôn cô chú anh chị ạ. Lá ngắn luôn ạ. Nụ to hình luôn. Cây bên này là một cây mẹ con nữa. Cây mẹ con nữa, cái nụ hoa tím đỏ luôn cô chú anh chị ạ. Tím đẻ đỏ luôn nhá. Và lá rất là to, cái cây này này. Cây này lá to nhá. Cặp đôi hoàn hảo luôn cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là VIP luôn, hoàn hảo luôn. Xin phép em bán cặp đôi này với giá là 290.000 cho cái hình. Thôi 290.000 đi cô chú anh chị. 290.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cái hình quá mê ạ, cái bản lá to. 290.000. Thôi em bán tròn 300 đi cô chú anh chị nhá. Bán tròn 300 đi ạ. Và sang bên này đây sẽ là hình số 26, mấy phần của ba ngọn cáo. À đây là một cái phần hai ngọn này. Ba vòi hoa này, một cái cặp đôi. Gọi là hai chị em đi. Hai anh em đi, thêm bên cây bên này nữa. Hình này xin phép được bán với giá là 230.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình này gọi là hình 26 ạ. Rẻ quá cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình 26, những cái hình độc đáo như thế này thì không bao nhiêu có hình, không có bao nhiêu hình đâu ạ. Hình số 27 này, 2 bao nhiêu cây nhỉ? 3 này. Hình này 4 cây ạ. 4 cây với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28, cũng là 4 cây cô chú anh chị ạ. 4 cây này với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29, 4 cây mà trong đó là cây mẹ con luôn nhé cô chú anh chị nhá. Cây mẹ con luôn. Đó, cái hình này xin phép em được bán là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30 ạ. Hình 30 đây. Hình này tổng là 30 cây luôn nhé cô chú anh chị nhá. 30 cây luôn. Em xin phép bán hình này với giá là 150.000. Tức là tính ra mỗi một cây như thế này có 5.000 thôi cô chú anh chị nhá. Có siêu rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị mà không lấy thì mai em bán khách quen luôn. Cái hình tiếp theo sang bên này đây là hình 31 7 cây. 31 7 cây này bán với giá 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32 7 cây. Với giá cũng là 140.000 luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình 73 7 cây. Với giá cũng 140.000 luôn ạ. Và hình tiếp theo là 34. Hình 33 7 cây, hình 34. 12 cây ạ. Với giá là 12 cây này với giá là 120.000 luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35, 6 cây hàng lá xếp cô chú anh chị ạ. Đây. 6 cây lá xếp này, 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35, 7 cây ạ. 7 cây cô chú anh chị nhá. 7 cây đẹp mộng mơ, không bỏ lá chân. Đang hàng thanh niên đang độ phát triển đẹp. Hình này em bán với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37. 10 cây. 10 cây này với giá là 120.000, à 130.000 đi cô chú anh chị. Và bên này là những chậu cáo đã thuần 38 ạ. Hai nụ xanh biếc luôn cô chú anh chị, hàng lá xếp 180.000. Và sang hình tiếp theo 39, cái chậu này cũng có hai nụ, cũng có ba nụ cô chú anh chị nhá. 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40. 40 chậu này cũng đang có một nụ thôi ạ. Chậu này 150.000 và chậu số 41 ạ, một nụ to hình ở đây 150.000. 150.000 cho chậu này. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 42. Chậu 42 này cũng với giá là 150.000 luôn nhé chú anh chị nhé. Rồi sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món mật ong khoái. Nhìn cái mật ong này thì cô chú anh chị biết là nó xịn như thế nào rồi đúng không ạ? Cái ong vẫn còn nguyên nắp như thế này thì lẫn đi đâu được mà hàng giả đi đâu được đúng không ạ? Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những giọt mật trong veo như thế này. Đó. Thơm ngon tuyệt vời luôn. Đảm bảo cô chú anh chị rằng là thơm ngon đến giọt cuối cùng cô chú anh chị nhá. Cái mật ong khoái này cô chú anh chị về, cô chú anh chị chỉ việc cắt vào cái giữa này đi đã. Thì cái mật nó sẽ tự chảy ra và lọc cũng rất là dễ thôi cô chú anh chị nhá. Và em để như vậy, em không lọc là để mà cô chú anh chị biết rằng là cái mật ong của mình mua cái chất lượng nó như nào đấy ạ. 1kg là 220.000 cho 1kg cô chú anh chị nhá. Cái này thì sáp nó rất là nhẹ thôi nên là cô chú anh chị cứ yên tâm đi ạ. Toàn là mật thôi nhá cô chú anh chị nhá. Sáp nó không đáng kể đâu ạ.
Và tiếp sang bên này đây thì em đang có món chè ô long em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị. Một cái chè ô long trồng ở vùng núi Kha Đén với độ cao trên 1.000m², quanh năm sương mù bao phủ tạo ra một cái hương vị rất là riêng ở không nơi nào có. Em đang bán một túi chè ô long như vậy với giá là 170.000 cho túi nửa kg nhé. Sang bên này là rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg, dớn vụn 40.000 cho 1 kg, dớn bảng kích cỡ là 13-30 với giá là 15.000, kích cỡ là 20-40 với giá là 22.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 trong cặp, Atonic 12.000 cho một gói nhé. Dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ và xúc thai hôn tăng trưởng 5.000 cho một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc châu cây với giá 30.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, cắp tan đặc trị thuốc đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ, cắp tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ, kim kim bun đặc trị thối nhũn 25.000 một gói, chi châu đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo 35.000 cho một cuộn, và phân chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói, 1 kg phân dê đã qua xử lý, cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian dài, và cô chú anh chị yên tâm rằng không ảnh hưởng dễ bởi vì đã xử lý rất là kỹ rồi. Em đang bán với giá là 18.000 một kg, và bên này đây thì cái phân dê này nó tan rất là nhận chậm nên là sẽ cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là dài. Em vẫn có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, em bán với giá 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng ăn là dạng nhỏ giọt nhé, hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Nên là đảm bảo của chú chị rằng chắc chắn sẽ đem đến rất nhiều công dụng dược liệu tuyệt vời. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú chị những cái mặt hàng hôm nay hiện tại bên em đang có, và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi ạ. Xin phép em được dừng clip ở đây nhé.